Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến phần trích dẫn của một bài đọc dài trong đề thi GLPT N1 năm 2022 tháng 7 vừa rồi. Trong cái câu hỏi này mình sẽ thấy cái phần câu hỏi được đưa ra đó là Hisaniyo doto shizen kai de shiso no nokoshita seibutsu wa naze shiso no nokoshita ka, là theo tác giả trong thế giới tự nhiên thì tại sao mà các cái loài sinh vật lại có thể truyền lại được cho con cháu. Thì mình sẽ gạch chân vào cái từ shisono nokoshita, đúng không? Seibutsu. Mình sẽ đi tìm trong cái đoạn văn này có cái câu nào để thể hiện cái ý là shisono nokoshita. Và mình sẽ cùng đọc ở bên trên này nhé. Sokubutsu wa utsukushii hana o sakase mushi o sasotta. Các cái loài thực vật thì sẽ nở hoa rất là đẹp để mà mời gọi hoặc là thu hút các cái loài côn trùng này. Tori wa tobutami ni tsubasa o hayashita. Các cái loài chim thì để mà bay thì sẽ mọc cánh. Shikashi seibutsu wa mizukara mutomete sono you na seishitsu o eta wake de wa nai. Tuy nhiên thì các cái loài sinh vật thì không có nghĩa là chúng nhận được các cái tính chất đó bằng cách là tự mình yêu cầu. Cái từ mizukara motomeru ở đây là tự bản thân mình yêu cầu để mà có được các cái tính chất kiểu như vậy. Thì wake de wa nai là các cái loài sinh vật không phải tự mình yêu cầu để mà eru là nhận được hoặc là có được các cái tính chất đó này. Seibutsu ni totte atarashii henka wa guzen niyotte shika umare nai. Những cái thay đổi mới về sinh mệnh hoặc là những cái thay đổi mới liên quan tới sinh mệnh ấy, thì shika umare nai là chỉ có thể sinh ra dựa vào cái sự ngẫu nhiên hoặc là tình cờ. Guzen ở đây nó bằng với cái nghĩa là ngẫu nhiên, tình cờ, thì là cái sự thay đổi mới nó sẽ được sinh ra. DNA ga fukuse sare oya kara kō ni uke watasareru toki goku goku mare ni hon no wazuka na gōsoku ga hassei suru. Khi mà cái DNA của mình được fukuse là được tái bản này, hoặc là nhân bản này, hoặc là được sao chép này, và được truyền lại từ bố mẹ sang con cái, thì mình thấy cái cấu trúc của mình ở đây là cái dạng kết lửng này. Tiếp đến là khi mà mình thấy cái kết lửng là fukuse sare thì mình đi tìm cái động từ tương ứng của nó, đó là uke watasareru. Và nó đi kèm với lại cái cấu trúc ngữ pháp là toki. Nên là cái toki này này, nó sẽ đi kèm với cả cái động từ đằng trước và cái động từ đằng sau. Và nó cùng đi liền với cái chủ ngữ, cái chủ đề đó là DNA. Khi mà cái DNA được nhân bản, được sao chép và được truyền từ bố mẹ sang con cái, thì gokugoku mare ni hon no wazuka na gōsoku ga hassei suru. Ở đây mình bắt gặp cái từ mare là hiếm khi rồi. Còn gokugoku ở đây là gokugoku mare là một từ nghĩa là rất là hiếm, vô cùng hiếm. Hay còn mình sẽ hiểu đó là hy hữu ấy. Đúng không? Thì hy hữu sẽ phát sinh những cái trường hợp, gosoku là những cái trường hợp mà sai sót mà thực sự rất là nhỏ. Hongno wazuka na, wazuka ở đây là rất là nhỏ bé này, rất là ít ỏi này. Còn hongno ở đây lại càng thể hiện cho cái sự ít ỏi, hiếm có của nó. Nên là cả cái câu này mình sẽ hiểu đó là hy hữu sẽ phát sinh những cái trường hợp gọi là sai sót rất là nhỏ bé. Khi mà cái DNA được nhân bản, được sao chép và được truyền từ bố mẹ sang con cái. Một chi động gô sốc của random ni okiru. Và đương nhiên là cái việc sai sót đấy thì nó sẽ xảy ra. Okiru ở đây là nó sẽ xảy ra một cách random, một cách rất là tình cờ hoặc là ngẫu nhiên đấy. Sasai na gô sốc của aratana henka o motarasu. Và những cái sự sai sót nhỏ bé đấy thì sẽ đem lại những cái sự thay đổi mới. Sono henka jitai ni wa mukuteki mo ido mo hokousei mo nai. Jitai ni wa ở đây là một cái cách hyogen hay dùng gọi là bản thân cái việc danh từ ở đằng trước này, nhấn mạnh cho cái danh từ ở đằng trước là bản thân của cái việc thay đổi hoặc là biến hóa đấy. Biến hóa đấy nó chính là aratana henka đấy. Trong bản thân cái sự biến hóa thay đổi mới đấy, nó không hề có cái mục tiêu hay là ý đồ cũng như là cái thiên hướng gì cả này. Soko kara nanika o erabi toru no wa shizen kankyo de aru. Cái việc mà chọn lọc mà cái gì trong số đó thì là do môi trường tự nhiên. Cái từ soko ở đây nó thay thế cho các cái aratana henka ấy. Thì nó không có một cái mục đích hay ý đồ gì cả, chẳng qua là tự nhiên, môi trường tự nhiên thì sẽ chọn lọc cái gì ở trong số những cái sự thay đổi biến hóa đấy thôi. Shizen kankyo ni tekishita henka wa sentaku sare shiso no nokosu.
cái sự thay đổi biến hóa mà phù hợp với môi trường tự nhiên sẽ được chọn lọc và truyền đạt lại hoặc là truyền lại cho con cháu. Kankyo ni futeki na henka wa shiso no nokosezu tota sareru. Những cái sự thay đổi biến hóa mà không phù hợp với lại môi trường thì sẽ không thể nào để lại được cho con cháu và sẽ bị tota sareru, chọn lọc một cách tự nhiên. Cái từ tota sareru ở đây là chọn lọc một cách tự nhiên nha các bạn. Thì ở đây mình thấy shiso no nokosu và shiso no nokoseru ấy, nó xuất hiện ở trong hai cái cụm từ ở cái câu cuối này, trong cái đoạn này. Cái đoạn này thì được mình trích dẫn ở trong một cái bài dài cơ, nhưng mà đọc đến đây là chúng ta đã có thể tìm được cái đáp án của nó rồi. Nếu như mà trong trường hợp cái sự thay đổi biến hóa đấy phù hợp với tự nhiên thì sẽ có thể truyền đạt, chỉ có thể truyền lại được cho con cháu, còn nếu không phù hợp được với tự nhiên thì sẽ không thể nào truyền được cho con cháu. Nên là cái lý do mà các cái sinh vật mà có thể truyền lại được cho con cháu đó là gì? Nó thuận với tự nhiên, nó phù hợp với tự nhiên thì nó sẽ truyền được, còn nếu nó không phù hợp với tự nhiên thì nó sẽ không truyền được. Còn cái gì mà nó phù hợp với tự nhiên ấy thì nó chính là cái henka này này. Cái henka ở đây thì lại được bổ nghĩa bởi aratana henka, mà cái aratana henka ở đây thì lại được mô tả ra sự từ cái gì ạ? Từ cái gosoku. Mà cái gosoku này thì nó lại rất là hy hữu phát sinh khi mà DNA ga fukuse sare. Vậy đáp án của mình nó chính là gì ạ? DNA ni sojita henka ga là những cái sự thay đổi biến hóa mà phát sinh trong DNA. Thì tamatama ở đây là bằng với cái ý là gusen ấy, là tình cờ và ngẫu nhiên, thì nó phù hợp với lại cái môi trường tự nhiên nên là nó sẽ được truyền lại cho con cháu, nên đáp án của mình nó chính là cái số 4. Còn các bạn đừng nhầm với cái đáp án số 1 nhé. Cái đáp án số 1 của mình ấy thì nó lại cũng là shizen kankyo ni awaseru, nhưng mà nó sai ở cái đoạn mà jishi no henka sase ta kara. Cái câu này có nghĩa là làm cho bản thân mình biến đổi phù hợp với lại cái môi trường tự nhiên thì không phải. Cái ý của mình đó là cái biến đổi đấy nó phù hợp với môi trường tự nhiên thì nó sẽ được chọn, còn nếu nó mà nó không phù hợp với môi trường thì nó sẽ không được chọn. Nghĩa là nó một cách rất là gusen, một cách rất là tình cờ ngẫu nhiên, thì nó bằng với cái ý là tamatama này này, shizen kankyo ni atta này, thì nó chính là cái ý này. Thì đọc hai cái câu cuối ở đây là mình đã có thể tìm ra được cái ý là tamatama shizen kankyo ni ao rồi. Nhưng mà để hiểu tận gốc cái phần DNA ni sojita henka này này thì là mình sẽ lần trở lại bằng cái cách là cái gì phù hợp với lại môi trường tự nhiên thì nó chính là cái henka này. Cái henka này thì nó được bổ nghĩa bởi cái câu đằng trước ở đây, nó chính là aratana henka. Mà cái aratana henka này thì lại được mô tả ra sự bởi cái gosoku, mà cái gosoku này thì lại được phát sinh trong cái quá trình mà DNA fukuse sare. Nên là đáp án của mình nó chính là cái số 4 nha. Còn cái hai cái còn lại thì nó bị sai cái ý rồi, nên là chúng ta sẽ loại cái đáp án ở đó. Trong bài này có hai từ mà các bạn cần để ý, đó là gokugoku mare, là rất là hy hữu đấy, đó là rất là hiếm khi xảy ra. Còn cái từ tota suru này, nó là nghĩa là chọn lọc tự nhiên. Mình nhớ hai cái từ đó nha. Bài hôm nay của mình sẽ kết thúc ở đây. Mong rằng là cái phần này sẽ giúp ích được cho các bạn.